Xin chào tất cả quý vị. Trước hết thì cảm ơn bà Tuyết đã cho các tôi có cơ hội để chia sẻ những cái quan điểm của tôi trong cái điểm hiện tại. Theo cái tác giả là nhà tư vấn đã làm việc với các khách hàng của trong suốt cái thời gian vừa rồi, bắt đầu từ cái đầu cuối đến hiện tại, thì những cái gì tôi quan sát được là những cái thứ mà các doanh nghiệp cần thiết phải thực hiện. Có lẽ cái đầu tiên đó thì rất nhiều cái thông tin trong đấy thì đã được trình bày ở cái cạnh rồi, tôi sẽ chọn sau khi sẽ qua rất là cạnh thôi. Những cái nghiên cứu của tôi cũng rất là tương tự với cả cái của anh Thành. Tuy nhiên bên anh Thành thì là một cơ quan chuyên về nghiên cứu, cho nên là anh có rất nhiều thông tin, có rất nhiều cái data mà chúng ta được nghe, thì tôi trong phần đầu tôi sẽ giải thích cái chuyện này. Còn tôi sẽ tập trung vào cái là phần phần của tôi liên quan đến cái giải pháp. Tôi cho rằng quan điểm chúng ta cần thực hiện cho cái năm hiện tại cũng như là bước vào cái năm tháng tới. Các câu hỏi về câu chuyện bán hàng
phần mềm về chuỗi cung ứng và có phần mềm đó. Tất cả khi mà bước vào một mạng công công thì cái đầu tiên xin nhắc lại tin rất vui đúng không ạ, là rất nhiều dự đoán của đều nói là chúng ta sẽ có một cái năm đổi mới này cho hàng năm. Và các bạn các quý vị vừa nghe cái bài trình bày của anh Thành rồi, cái hồi phục của hàng không không chỉ từ phần ở Việt Nam mà tất cả đều có sự hồi phục. Đương nhiên ở đây thì mình đã trả rằng sự hồi phục của hàng không khi mình tạo ra cái kênh bày là tăng trưởng so 2021 so 2020 thì mình đang đặt ra trong cái bối cảnh là 2020 đang có sự sụt giảm rất nhiều so với 2019. Tuy nhiên ngoài trừ ở mấy nước mà đang đã có cái tăng trưởng dương của nước này thì Việt Nam thì còn tất cả các nước khác thì thực sự nói sau hôm nay nếu có kịch bản xảy ra thực sự như thế này thì bản thân họ đến cuối 2021 chưa quay lại đấy là thực tế chúng ta cần phải bàn. Một yếu tố lợi ích nhân chúng tôi đánh giá sau các cái tình hình hiện tại là Việt Nam vẫn đang cái động cơ tăng trưởng và động cơ thu hút vốn hiện tại chúng ta vẫn đang tập trung vào sản xuất. Và cũng như trong cái bài trình bày của Quách Thành đấy là một trong những cái lợi thế lớn nhất về thu hút vốn cũng như là làm sao chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng trong cái và tôi tin rằng cái sản xuất cũng sẽ tiếp tục là một trong những động lực chính cho việc thu hút vốn và tăng trưởng của kinh tế trong tương lai. Một chút liên quan đến câu chuyện là chiến tranh thương mại giữa Việt Nam và giữa Trung Quốc và Mỹ thì rõ ràng Việt Nam là một trong những nước từ cái câu chuyện này chúng ta phải nhìn hết sức đơn giản khi mà nhìn du lịch giá đây thì có hai yếu tố. Thứ nhất là cái xuất khẩu của Việt Nam sau khi vẫn đang tăng trưởng mặc dù là trong thời kỳ này cũng đang hơi được cả là tăng trưởng rất là tốt. Thứ hai nữa là có những sự chuyển dịch về vốn đầu tư về sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và chúng ta nhìn thấy cũng có một bài ví dụ liên quan đến chuyện chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam và chúng ta đã được tôi cũng xin thông báo thêm về cái phần về các hiệp định thương mại có giá thì để kinh tế tuần thường của Việt Nam vẫn đang tiếp tục cái chính sách của người kinh tế đang tiếp tục thực hiện theo cái định hướng của chính phủ và cái hiệp định mới cái hiệp định mới hiện tại chúng ta đã ký với cả EU cũng như là cái hiệp định chúng ta đã được tốt nghiệp được rồi đối với Trung Quốc hy vọng rằng sẽ giúp được. Thứ nhất là về tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng xuất khẩu có ngày của các quốc tế cả nguồn vốn đầu tư từ các nước sang Việt Nam. Đấy là cái tóm tắt của tôi liên quan đến cái phần và 2021 là xin được đi qua rất nhanh. Chúng tôi xin bước vào cái phần thứ hai đây là liên quan đến các nhóm giải pháp và chúng tôi đã làm việc với tất cả khách hàng của mình trong quá trình tư vấn cũng như là quá trình trao đổi trong suốt quá trình và trong suốt thời gian Covid này đến thời điểm hiện tại và ở đây thì có đặt ra 5 cái gói giải pháp cho doanh nghiệp đối với tình hình mới chúng ta cần làm cái gì. Tình hình mới này có cái gì trong chúng ta đã coi rằng đặt chúng ta ở trong cái môi trường trong nước chúng ta đã coi là đã vượt qua được dịch và chúng ta đã bước vào cái phục hồi thì ở đây có nhóm các giải pháp liên quan đến câu chuyện thứ nhất là liên quan đến cái xác định lại được cái mô hình kinh doanh, cái câu chuyện về chuyển đổi số liên quan đến câu chuyện tăng cường quản lý rủi ro liên quan đến câu chuyện chuyển đổi số và cuối cùng là liên quan đến câu chuyện tái cấu trúc và mua bán sản xuất. Điều đầu tiên, cái giải pháp đầu tiên của tôi là liên quan đến câu chuyện là xác định lại cái mô hình kinh doanh và thay đổi mô hình kinh doanh một cách phù hợp. Một trong những cái
còn thứ mới chúng ta nghe rất nhiều rồi, có mọi người đều nói với tình hình gọi là bình thường mới. Khi mà cuộc cạnh tranh xảy ra thì rất nhiều doanh nghiệp, rất nhiều tổ chức đã thay đổi cái tình hình, là cái mô hình kinh doanh của mình phù hợp với tình hình chuyển. Chúng ta cũng rất là hy vọng rằng là chương trình sẽ qua rất nhanh, và qua nhanh chúng ta sẽ kiện có một vaccine để mọi người có thể là trở lại cuộc sống bình thường. Nên cũng phải chuẩn bị cho một cái kịch bản là cái tình hình nó sẽ tồn tại trong bài, cũng như là cúm mùa, mọi người nói chuyện là cúm mùa. Và như thế thì những cái chúng ta đã thực hiện thay đổi về mô hình kinh doanh sẽ có thể sẽ quay lại như ngày xưa, và bây giờ là thì đây sẽ là cái bình thường mới của tất cả các doanh nghiệp. Với sau tình hình này thì chúng ta phải biết rất nhiều vấn đề, đúng không? Từ nhận diện lại các sản phẩm dịch vụ chủ chốt của mình, sản phẩm lại cái phương thức tiếp cận khách hàng và thay đổi sản phẩm của mình, để đến là tất cả những vấn đề mà liên quan đến mô hình kinh doanh mới và các doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai là liên quan đến chuyển đổi số. Mọi người cũng có biết là tất cả cái xu hướng chuyển đổi số đang phát triển rất mạnh trong thời gian trong 10 năm vừa rồi, và đặc biệt khi tình hình bệnh dịch xảy ra thì chuyển đổi số đã trở thành một cái xu hướng rất là mạnh và thay đổi rất mạnh với tốc độ ngày rất nhiều so với tình hình trước đây. Thời đại bây giờ là thời đại của dữ liệu lớn, và nếu doanh nghiệp không sử dụng trí tuệ nhân tạo, không thay đổi công nghệ, không thay đổi phương thức tiếp cận khách hàng, chúng ta sẽ có rất nhiều khó khăn trong việc hồi phục lại và phát triển tốt. Đó là một ví dụ rất là đơn giản. Trong thời kỳ mà giãn cách xã hội, khi mà mọi người không được đi ra ngoài đường, khi mà mọi người không được đi tới tất cả các trung tâm thương mại, nếu doanh nghiệp chúng ta không có những biện pháp thay đổi lại cái phương pháp tiếp cận khách hàng, đưa ra những phương thức mới cho cung cấp cho khách hàng trải nghiệm mới, tiếp để đề chúng ta kết nối với doanh nghiệp và với sản phẩm của ta, thì chúng ta sẽ không có khó khăn. Thì đấy là cái đơn giản nhất trong cái thời điểm này. Và nếu mà một người để ý được thì chắc chắn mọi người sẽ biết rất nhiều cái doanh nghiệp nhỏ, những cái chuỗi cửa hàng bán lẻ thì hiện tại họ đã có thực hiện rất nhiều cái việc kinh doanh thông qua những cái e-commerce, và đấy là những doanh nghiệp đang phát triển tốt và sẽ tiếp tục phát triển tốt trong tương lai. Cái giải pháp thứ ba của tôi liên quan đến từ lao động. Với cái tình hình công nghệ, với sự phát triển công nghệ hiện nay thì sẽ có rất nhiều thay đổi liên quan đến lao động. Chúng ta đã nói nhiều về câu chuyện tự động hóa, máy tính sẽ lấy một phần việc của con người. Trong cái thời kỳ phát triển thì cái lực lượng lao động bây giờ cũng thay đổi rất nhiều. Mọi người đến khi chúng ta làm việc từ xa thì cái số lượng lao động làm việc phải ghi vào trực tiếp với doanh nghiệp sẽ có xu hướng giảm dần. Chúng ta sẽ có xu hướng sử dụng lực lượng lao động bán thời gian hơn, chúng ta sử dụng freelancer nhiều hơn. Vậy thì từ cái xu hướng đấy, các doanh nghiệp cần phải những điều gì? Thứ nhất là mình đánh giá lại thực sự những lao động nào cho cái mô hình mới của chúng ta. Thực hiện sự đào tạo lại khi chúng ta có dự án chuyển đổi số, cũng như thay đổi công nghệ ở trong doanh nghiệp. Tiếp tục cần phải xác định lại những phương thức làm việc, và đặc biệt ở đây là sự giao tiếp giữa con người và hệ thống máy móc. Và qua cái đấy thì nó có một điểm vấn đề rất quan trọng, đó chính là xây dựng lại
một cái hệ thống và bao nhiêu được. Để tiếp tục có những gắn kết của các thành viên ở trong những cái vụ. Cái nhóm giải pháp thứ tư là liên quan đến câu chuyện quản lý rủi ro và an ninh mạng. Với cái điều kiện làm việc như sau, thì cái công việc, cái việc quản lý rủi ro như an ninh mạng được đặt ra là vấn đề cực kỳ quan trọng. Quý vị cũng nghe rất nhiều về câu chuyện những cái doanh nghiệp, những tổ chức đã bị cái hoạt động của họ đã bị ảnh hưởng lớn cho câu chuyện cái an ninh mạng của chúng ta. Khi chúng ta làm việc xa, cái rủi ro về mất dữ liệu, lộ thông tin và kể cả mất tài sản là giờ khi chúng ta có rất nhiều giao dịch xảy ra dùng qua mạng internet. Vì thế cho nên cái vấn đề về an ninh mạng là vấn đề rất lớn trong cái tình hình mới. Cái điều thứ hai, trong cái điều kiện bất ổn như thời kỳ hiện nay, có nhiều vấn đề chúng ta không thể tưởng tượng trước được cái chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Cái này là do một điều yêu cầu rất lớn cho doanh nghiệp và các tổ chức về câu chuyện quản lý cái rủi ro hoạt động, chuẩn bị cho tất cả những tình huống và sẵn sàng đáp ứng hoặc thay đổi mình, đảm bảo sự hoạt động tiếp tục của doanh nghiệp và tổ chức của mình trong bất kỳ đây là một cái chúng tôi cũng có khi mà đi làm tư vấn cho doanh nghiệp thì thực hiện các cái việc trao đổi với các khách hàng của tôi thì vấn đề này đặt ra rất nhiều trong cái đề nghị dưới bài viết này. Và cái điểm cuối cùng đây chính là cái cơ hội rất lớn cho chúng ta tái cấu trúc lại tổ chức, tái cấu trúc lại cái tái cấu trúc lại doanh nghiệp, xác định lại được đâu là những cái ngành nghề kinh doanh chưa dừng, đâu là những thứ chúng ta cho rằng không còn phù hợp. Công cụ vô ba sáu trọng là một cái hữu hiệu cho sử dụng các bạn từ khi hai đứa một chúng ta phải bán đi tất cả những cái phần không hiệu quả, không còn phù hợp với cái mô hình kinh doanh mới trên thực tế và đầu tư mở rộng mua bán lên và mua thêm những sản phẩm, mua thêm những doanh nghiệp, mua thêm những tài sản phục vụ cho nhu cầu kinh doanh cũng như là việc tiêu dùng và chúng ta sẽ xác lập trong cái trong cái trường hợp để vượt này. Cuối cùng cũng như theo yêu cầu của ban chức trách của tôi và ban chức trách của tôi chia sẻ một vài case study, một vài kinh nghiệm chúng tôi đã thực hiện ở trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp và chúng tôi trong thời điểm rồi thì tự nhiên ở đây do cái yêu cầu về bí mật cho nên chúng tôi không thể đưa ra số liệu và cũng như là thông tin về khách hàng của tôi. Tuy nhiên thì có rất nhiều dự án chúng tôi đã thực hiện trong cái thời điểm rồi đúng được rồi. Ở đây thì tôi có đưa ra ba ví dụ chi tiết. Điều đầu tiên là một trong những cái chúng tôi làm việc với đưa ra một cái mô hình mới cho công ty này trong cái hình thức này và kết hợp với trí tuệ nhân tạo trong cái hình thức mới này giúp cho họ để cải thiện cái tình hình kinh doanh cũng như là phát triển. Chúng tôi cũng đã làm việc với công ty trong cái ngành du lịch để triển khai cái các cái phần mềm liên quan trải nghiệm khách hàng và cũng giúp được họ tăng cường được cái giữ được cái số lượng khách hàng hiện tại và tăng cường được số lượng khách hàng trong cái thời kỳ này trong thời kỳ này như thế này thì đấy là cái chia sẻ về phía tôi liên quan đến theo cái
cái yêu cầu của hóa chất thì là cảm ơn quý vị đã lắng nghe.